xin chân thành cảm ơn công ty Sen Vàng, nhà tài trợ Vương Miện, Kim Cương, Ngọc Châu Âu đã tạo ra sân chơi này để ngày hôm nay em có mặt ở đây và có cơ hội ở đây cùng với tất cả các nhà thiết kế trẻ khác, và đặc biệt là cộng đồng fan yêu thích sắc đẹp Việt Nam có một nơi để chúng em có thể góp phần một chút sức lực của mình vào các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì em cũng xin chân thành cảm ơn đến các anh chị ekip đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho tất cả chúng em trong quá trình các cuộc thi. Em xin chân thành cảm ơn.